điều vũ khí hạng nặng tiến hành 21 vụ không kích và 3 đợt tấn công tên lửa ở mặt trận miền đông Ukraine. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự ngày 5 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tình hình giao tranh vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng tại khu vực miền đông nước này. Quân đội Nga đã điều nhiều vũ khí hạng nặng, qua đó tiến hành 3 vụ tập kích tên lửa, 21 vụ không kích, cùng 33 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào các mục tiêu của Ukraine tại Donbass. Thông báo trên viết, đối phương tiếp tục tổ chức các đợt tấn công dồn dập nhằm vào khu vực Liman, Bắc Mút, Abdiipka và Marinka. Nhờ sự phối hợp của các đơn vị phòng thủ cùng tinh thần dũng cảm của từng binh sĩ, chúng ta đã đẩy lùi 69 cuộc tấn công của Nga. Những trận giao tranh đẫm máu đã diễn ra tại Bắc Mút, Abdiipka và Marinka. Trước đó, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk của Ukraine Pablo Kirilenko cáo buộc Nga đã điều trọng pháo tấn công thị trấn Toresk và thành phố Adyipka gây ra thương vong về người. Ông Kirilenko tuyên bố, đối phương đã pháo kích Donetsk khiến 4 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 người ở thị trấn Torres và 1 người ở thành phố Adyipka. 3 người nữa cũng đã bị thương sau vụ pháo kích của Nga. Theo ông Kirilenko, thiệt hại về người còn có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Cùng ngày, người phát ngôn không quân Ukraina Yuriy cho biết quân đội Nga đã liên tục tiến hành ném bom vào các mục tiêu của Ukraine trong thời gian qua. Theo ông Inat, Nga đã sử dụng tới 20 quả bom một ngày để tấn công Ukraine. Trong số bom được Nga sử dụng có loại FAB-500, bom phi hạt nhân mạnh nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom FAB 500M62 với trọng lượng 500kg hiện là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Được thiết kế như một quả bom phá mảnh, bom FAB 500M62 thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các điểm trung chuyển đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương. Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 hay MiG-29, bom FAB-500M62 có thể bay được khoảng 15 km sau khi thả từ độ cao từ 570 đến 12.000 m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAM-500M62 lên tới 1.900 km/h cho phép nó tăng cường sức công phá từ động năng khi va chạm với mục tiêu. Vào cuối tháng 3, Nga đã sử dụng bom FAB-500 kết hợp với mô đun lượn và điều chỉnh thông minh MPK để tấn công vùng biên giới Sumy của Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Giao tranh rực lửa ở Bắc Mút, Nga tấn công gấp đôi, pháo kích không ngừng một giây đẩy Ukraine vào nguy cấp lực lượng tác chiến đặc biệt của ukraine sof đã trích dẫn cuộc phỏng vấn với một quân nhân có bí danh là sokin chim ưng thuộc sof đang chiến đấu tại bắc mút trong cuộc phỏng vấn sokin nhấn mạnh rằng lực lượng nga hiện có đầy đủ đạn dược quân nhân ukraine nói đối phương từng gặp vấn đề về đạn dược người đứng đầu wagner nói rằng họ không có đạn dược nên không thể tiếp tục tấn công đây là thời điểm tuyệt vời để chúng tôi đột kích và phục kích các đơn vị của họ nhưng tất cả đã kết thúc nhanh chóng đạn dược đã được chuyển đến cho họ, pháo binh và các cuộc không kích của họ hiện đã trở nên dữ dội gấp đôi. Theo lời kể của quân nhân SOF trên, pháo binh Nga hoạt động không ngừng. Các cuộc pháo kích không ngừng một giây. Máy bay không người lái của Nga theo dõi chuyển động của quân đội Ukraine liên tục bay trên đầu. Sau đó thì quân Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng không quân hoặc pháo binh ngay sau khi họ phát hiện ra quân đội Ukraine. Sokin cho hay, Quân Nga đang triển khai toàn bộ các đơn vị tấn công đến thành phố Bắc Mút. Người Nga chịu tổn thất nặng nề, nhưng các lực lượng mới sẽ nhanh chóng lao vào trận chiến để thế chỗ những người thương vong. Theo Soskin, Ukraine không nên đánh giá thấp người Nga bởi họ cũng có động lực chiến đấu của riêng họ. Sĩ quan Ukraine đặc biệt lưu ý rằng tình hình ở Bắc Mút đang ở thời kỳ khó khăn nhất. Dân thường đang phải hứng chịu thiệt hại nhiều nhất từ cuộc chiến này. Theo các ước tính khác nhau, từ 4.000 đến 4.500 người vẫn cố bám trụ lại Bắc Mút. Họ không được tiếp cận với nước và điện, đồng thời bị pháo kích liên tục, nên chủ yếu phải sống trong các tầng hầm. Binh sĩ Ukraine nhận một phần tội ác chiến tranh tại tòa Nga Anton Cheretnik, một thượng sĩ Ukraine, đã nhận một phần tội trong phiên tòa ở thành phố Rostov-on-Don của Nga ngày 4 tháng 4. Đây là lần đầu tiên Nga truy tố lính Ukraine về tội ác chiến tranh. Theo hãng tin Reuters, Anton Cheretnik bị truy tố tội cố gắng giành chính quyền bằng vũ lực, sử dụng phương tiện chiến tranh bị cấm và sát hại một thường dân ở Mariupol vào tháng 3 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Nga cáo buộc một thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine phạm tội ác chiến tranh, theo các hãng tin Nga. Trước khi bị bắt, Cheretnik mang quân hàm thượng sĩ trong lực lượng lính thủy đánh bộ của Ukraine. Trong phiên tòa ngày 4 tháng 4, Cheretnik đứng trong một khu vực được bao quanh bằng kính. Ông mặc áo phông sẫm màu và áo phao, thỉnh thoảng thì trao đổi với luật sư. Chia sẻ sau phiên tòa, luật sư Vladimir Bukalov của ông Cheretnik cho biết, ông đã nhận một phần tội. Thân chủ của ông cũng đã yêu cầu gặp thẩm phán để giải thích quan điểm của mình. Vụ án sẽ tiếp tục vào tuần tới, các hãng thông tấn Nga đưa tin. Các công tố viên cho biết Cheretnik đã bắt hai người đàn ông ở Mariupol, một thành phố cảng Ukraine nhưng có nhiều người nói tiếng Nga. Cherenik bị cáo buộc đã ra lệnh cho những người bị bắt nói tiếng Ukraine. Khi họ phát âm sai, ông đã bắn một trong số họ, theo hãng thông tấn TASS. Các lực lượng Nga đã chiếm được Mariupol vào tháng 5 năm ngoái sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt. Hiện nơi này đang trong quá trình tái thiết sau khi Moscow đơn phương tuyên bố sáp nhập hồi tháng 10 năm 2022. Ukraine cho biết Nga đã phá hủy 95% thành phố và giết chết hàng chục ngàn thường dân. Kiev cáo buộc Nga phạm một số tội ác chiến tranh ở đó, bao gồm vụ đánh bom một bệnh viện phụ sản và một nhà hát nơi hàng trăm thường dân đang trú ẩn. Các tòa án Ukraine cũng đã xét xử và kết án một số binh sĩ Nga vì tội giết thường dân không vũ trang. Nga bác bỏ mọi cáo buộc, nhấn mạnh quân đội nước này không nhắm mục tiêu vào dân thường và rằng các vụ việc do Ukraine giàn dựng. Hé lộ chiến thuật mới của Nga khi tấn công tên lửa vào Ukraine theo ông Oleg Zhdanov, một nhà phân tích quân sự Ukraine, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm ngắn và sử dụng cả hệ thống S-300 trong cuộc tấn công trực diện vào các thành phố của Ukraine. Về bản chất thì Nga đang nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Ukraine với ít tên lửa hơn. Ông Zhdanov trích dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho rằng Nga đang mua từ 40 đến 50 tên lửa mỗi tháng. Bởi vậy một cuộc tấn công quy mô lớn khác bằng tên lửa vẫn có khả năng xảy ra. Ông nói, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong tương lai có thể được hỗ trợ bởi máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái cảm tử như Shahid-136. Nhà phân tích Zdanov lưu ý rằng, hệ thống phòng không của Ukraine có khả năng chống lại máy bay không người lái, nhưng việc đối phó với tên lửa là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều. Ukraine sẽ sớm sử dụng các hệ thống phòng không có khả năng chống tên lửa đạn đạo, giúp Kiev ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Moscow. Ông Zdanov cho hay, điều này sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi không nói rằng điều này sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng nó sẽ giúp ích cho Ukraine. Chuyên gia quân sự Ukraine không nêu rõ tên của hệ thống phòng không sẽ giúp chống lại tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, có thể ông đang đề cập đến hệ thống phòng không Patriot, bởi đây là hệ thống vũ khí nổi tiếng được nhiều quốc gia sử dụng. Khi Nga vừa triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp một hệ thống phòng không hiện đại để chống lại các cuộc tấn công của Moscow. Đến cuối năm 2022, Washington cam kết sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Kiev. Mới đây nhất, ngày 30 tháng 3, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder thông báo, Mỹ đã hoàn thành khóa huấn luyện 65 quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Những binh sĩ này sẽ phối hợp với các chuyên gia phòng không Ukraine khác để sử dụng thiết bị do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp. Giới chức Mỹ gần đây cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong vài ngày tới đây. Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không cơ động cao do Tập đoàn Công nghệ Raytheon sản xuất, lần đầu tiên được triển khai năm 1984. Qua các lần nâng cấp, đến nay Patriot đã có thế hệ PAC-3. Ban đầu thì hệ thống Patriot được thiết kế để đánh chặn máy bay tầm cao, sau đó được sửa đổi để chống lại mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo chiến thuật. Vào đầu tháng 3, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine với việc triển khai một loạt tên lửa và máy bay không người lái tự sát Shahid do Iran sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn, trúng đích vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Cuộc tấn công cũng dẫn đến một loạt vụ nổ trên khắp các thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kiev. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các cơ sở hạ tầng quân sự chính của Ukraine, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự, các cơ sở năng lượng cung cấp cho những nơi này đã bị tấn công bằng vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ, có độ chính xác cao, bao gồm cả hệ thống tên lửa siêu thanh kinh Chính quyền Ukraine đã báo cáo rằng có tới 50% hệ thống năng lượng của nước này bị hư hại sau một loạt vụ tấn công của Nga. Mục tiêu của các cuộc tấn công này được cho là nhằm cản trở khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nhiệt, điện và nước của người Ukraine vào mùa đông. Trong suốt mùa đông, nhiều khu vực của Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện khẩn cấp thường xuyên. Tuy nhiên, đến tháng 3, có dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine đang giảm dần. Ngoài ra, số lượng tên lửa Nga sử dụng trong mỗi cuộc tấn công cũng ít hơn. Các chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng Nga có thể đã cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa có độ chính xác cao, và giờ đây họ đang đợi sản xuất thêm tên lửa trước khi bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn khác. Ngoài ra, Nga dường như đang dựa vào máy bay không người lái cảm tử Shahid có nguồn gốc từ Iran. Những máy bay không người lái này đang được sử dụng thường xuyên hơn trong các cuộc tấn công ban đêm vào Kiev, cũng như tại các khu vực khác của Ukraine. Kể từ khi Nga bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa, Ukraine đã kêu gọi một số hệ thống phòng không hiện đại từ Mỹ và các đồng minh. Do đó, khả năng bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay không người lái ném bom của Ukraine đã tăng lên đáng kể. Phép thử đầy thách thức của Ukraine trước thêm kịch bản phản công Theo New York Times, với vũ khí phương Tây và các đơn vị tấn công mới được thành lập, Ukraine đang lên dây cót cho một cuộc phản công quyết định vào mùa xuân. Tuy nhiên, Kiev cũng đối mặt thách thức phải khắc phục tổn thất về nhân lực và duy trì động lực chiến đấu cho lực lượng quân đội sau một thời gian dài chiến sự. Theo giới quan sát, cuộc phản công lớn của Ukraine sẽ là phép thử cho khả năng của quân đội nước này trong việc tái vũ trang và tái xây dựng lực lượng, trong khi duy trì tinh thần cho binh sĩ, vốn đã giúp họ giành được lợi thế trước Nga trong các cuộc phản công vào năm ngoái. Nếu Ukraine phản công thành công, giống như khi họ giành lại được Kharkov và thành phố Kherson trước đó, diễn biến này sẽ giúp giảm quan ngại rằng cuộc chiến đang lâm vào tình trạng bế tắc kéo dài. Điều này giúp ích cho ukraine nhằm chứng minh cho các nước phương tây thấy rằng họ có khả năng thắng nga để nato tiếp tục gia tăng các nỗ lực viện trợ cho kiev. vì vậy việc phản công thành công được xem là mục tiêu lớn mà ukraine cần thực hiện. tuy nhiên giới quan sát cho rằng chiến sự giai đoạn kế tiếp sẽ là thách thức lớn với ukraine. cây viết andrew I. Kramer của new york times nhận định các sĩ quan Ukraine sẽ phải thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo binh, bộ binh và xe bọc thép xuyên qua các chiến hào, bẫy xe tăng và bãi mìn của Nga. Ở phía nam, các đơn vị Nga đã củng cố phòng tuyến kể từ khi họ rút khỏi thành phố Kherson. Xe tăng phương tây với khả năng sống sót và hỏa lực tốt hơn sẽ rất quan trọng trong việc tập kích các cứ điểm đó. Chuyên gia Cliff Kupchan, chủ tịch công ty quân sự rủi ro Eurasian Group của Mỹ cho rằng điểm cốt lõi với giới tinh hoa ở Washington là Ukraine phải giành lại được đáng kể các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát trong cuộc phản công sắp tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ này là không dễ dàng. Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine các loại vũ khí để phản công Nga, nhưng câu hỏi đặt ra, liệu chúng đã đủ để giúp Kyiv giành được kết quả có lợi và giành lại một phần lớn lãnh thổ hay chưa? Chuyên gia Ripley từ Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế nhận định, Ukraine đang phải chuẩn bị rất nhiều trong một thời gian ngắn ông cho rằng Ukraine có khả năng phải hành động trước khi có đủ thiết bị quân sự kịch bản phản công giới quan sát dự đoán trong giai đoạn phản công đầu tiên Ukraine sẽ phải vượt qua được các bãi mìn rộng lớn mà nga đã triển khai để làm được điều này Ukraine sẽ dựa vào các phương tiện già phá bom mìn đã có trong kho vũ khí của nước này từ thời Liên Xô và một số trong số chúng đã được thu giữ từ người nga Ngoài ra thì Ukraine hiện cũng đang nhận thiết bị giả phá bom mìn từ phương Tây. Theo báo Mỹ, Ukraine dự kiến sẽ tấn công vào phía Nam, nơi có địa hình thuận lợi cho việc phản công. New York Times dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, nếu Ukraine tiến 80 km từ khu vực tiền tuyến hiện tại đến thành phố Melitopol do Nga kiểm soát, nỗ lực này sẽ chia lãnh thổ do Nga đang nắm giữ làm hai phần, cắt đứt tuyến tiếp tế của đối phương. Theo kịch bản này, pháo binh Ukraine sẽ đưa các căn cứ của Nga tại Crimea vào tầm ngắm. Mặt khác, sau hơn một năm chiến sự, cả Nga và Ukraine đều chịu thiệt hại lớn. Tuy nhiên, để đạt được lợi thế trong một cuộc phản công, lực lượng tấn công thường sẽ cần duy trì lực lượng lớn gấp 3 phía phòng thủ. Việc bù đắp đủ số lượng cũng như chất lượng binh sĩ sẽ là thách thức không nhỏ với Ukraine. Trong thời gian qua, Ukraine tăng cường tuyển dụng tân binh cho cuộc phản công, và thực hiện huấn luyện ở trong cũng như ngoài nước. Việc duy trì tinh thần chiến đấu cho binh sĩ cũng được xem là thách thức của Ukraine. Trong hàng chục cuộc phỏng vấn gần đây với New York Times, các binh sĩ Ukraine triển khai ở khu vực Bắc Mút đều cảm thấy sốc trước mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Sau một năm giao tranh diễn ra dữ dội, Ukraine có thể phải tìm cách sốc lại tinh thần cho binh sĩ trước viễn cảnh một cuộc chiến lớn khác sắp xảy ra. Mỹ trấn an Ukraine bơm thêm 2,6 tỷ đô la Mỹ vũ khí trước trận chiến lớn. Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm 500 triệu đô la Mỹ cho các khí tài mới như rocket cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đạn cho hệ thống phòng không Patriot, đạn pháo và đạn cho các vũ khí hạng nhẹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng phân bổ 2,1 tỷ đô la Mỹ trong Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine để mua các loại vũ khí, đạn dược và thiết bị khác. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu trước mắt của Kiev trên chiến trường và các yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã rót viện trợ quân sự đáng kể cho chính quyền Kiev. Mỹ cho đến nay vẫn là nước viện trợ nhiều nhất. Nga đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Ukraine cho rằng những động thái này chỉ làm leo thang và kéo dài cuộc chiến. Theo Moscow, với việc phương Tây cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội của Kiev, họ trên thực tế đã trở thành một bên của cuộc xung đột. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng từng nhận định, cách duy nhất để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán là tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Ông cảnh báo, Nga sẽ không đàm phán nếu Moscow tin rằng Nước này có thể giành chiến thắng trên chiến trường. Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo NATO cũng nói rằng, hỗ trợ quân sự cho Ukraine là con đường nhanh nhất dẫn đến hòa bình. Ukraine nhiều lần cho biết, nước này cần 600 đến 700 xe chiến đấu bộ binh và 300 xe tăng từ phương Tây để giúp xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga. Gần đây các nước thành viên NATO trong đó có Mỹ, Anh, Đức đồng loạt tuyên bố sẽ chuyển xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine. Ngoài ra, Kiev cũng kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và vũ khí hạng nặng để đối phó với Moscow. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ sẽ nhanh chóng huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng M1A1 Abrams. Quan chức này cho biết, Mỹ đã huấn luyện hơn 7.000 binh sĩ Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Mỹ có kế hoạch gửi 31 xe tăng M1A1 tới Ukraine. Tuy nhiên, Washington cho rằng việc cung cấp xe tăng này cho Ukraine sẽ mất nhiều thời gian. Ngay sau thông báo trên, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Saprina Shai cho biết, chúng tôi không có sẵn những chiếc xe tăng này trong kho dự trữ. Xe tăng M1 Abrams là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba, một trong những vũ khí hiện đại nhất của nước Mỹ. Ban đầu Washington không có ý định gửi M1 Abrams cho Ukraine vì chúng khó bảo trì, nhưng sau đó thì đã thay đổi kế hoạch nhằm thuyết phục Đức cung cấp xe tăng Leopard 2 dễ vận hành hơn cho Kiev. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ hai. Giới chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng kho vũ khí đạn dược cũng như binh sĩ được huấn luyện bài bản của Kiev cũng sẽ cạn kiệt dần. Gói viện trợ mới của Mỹ được công bố trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn giao tranh khốc liệt tại các mặt trận, đặc biệt là ở thành phố Bắc Mút thuộc tỉnh Donetsk. Cả Nga và Ukraine đều đang dồn nguồn lực cho cuộc chiến ở Bắc Mút, một thành phố mà Washington cho rằng không có nhiều ý nghĩa về mặt chiến lược. Thay vào đó, Mỹ muốn Ukraine tập trung nguồn lực, chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn vào cuối mùa xuân để giành lại lãnh thổ. Chiến dịch này có thể bắt đầu từ tháng 5. Mỹ và các đồng minh đã cam kết cấp hàng trăm xe tăng và xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine, đồng thời đang thảo luận biện pháp đáp ứng nhu cầu đạn dược ngày càng lớn của Kiev ở hậu trường giới chức mỹ khuyến cáo ukraine sử dụng đạn pháo hiệu quả tiết kiệm đặc biệt ở mặt trận bắc mút để duy trì nguồn lực cho chiến dịch phản công